gặp một số những cái anh em mà tâm huyết đối với hội thì thấy rằng là anh em mình rất là muốn lập một cái hội đồng lương Diễn Châu ở tại Hải Phòng, bởi vì là thật ra chúng ta là những người mà xa quê rồi sống ở đây thì là gắn liền với công tác, và sau khi về hưu thì hầu hết chúng ta ở đây, nên là cái hội đồng lương của chúng ta thì đến hôm nay mà nói thì chúng tôi cũng đã thu thập được hiện nay danh sách của chúng tôi là độ khoảng 42 gia đình của, nhưng mà vẫn còn thiếu, bởi vì một số là chúng tôi mới nhận được cái tin bây giờ thì báo không kịp, họ lại đi công tác xa, mà trước đây cũng đã tâm huyết, ví dụ như anh Thu rồi anh Hòa rồi anh Quỳnh anh Long đấy, và chị từ đây là chúng tôi rất là muốn lập cái hội đồng hương. Cái hội đồng hương thì là mỗi một cái tình cảm của chúng ta thì tất nhiên là chúng ta hôm nay ấy, thì gặp mặt đầu xuân cũng như là cái buổi đầu tiên ấy, thì cái tiêu chí của chúng ta cũng được mà chúng ta xây dựng lên tại Hải Phòng, và cũng qua đấy thì để mà tập hợp những người mà có cùng quê hương Diễn Châu đang sống tại Hải Phòng thành một tổ chức tự nguyện nhằm trao đổi những thông tin về gia đình, về quê hương, làm cho mọi người cùng quê gần gũi nhau hơn, hiểu nhau hơn, động viên nhau hơn trong cuộc sống và trong học tập cũng như trong công tác. Thứ hai nữa là giúp đỡ các thành viên khi mà gặp khó khăn, khi có ốm đau, thiếu hỉ, nỗi vui buồn gì thì hội chúng ta cũng là một cái động lực, mà bởi vì tôi thấy nhiều hội ở đây họ cũng đã giúp những cái sự khó khăn của những người thật sự khó khăn thì hội cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Thì đấy là cái thứ thứ hai mà tôi nghĩ là chúng ta cũng cần quan tâm, đặc biệt là thứ ba là động viên những người có điều kiện kết thành một khối để giúp đỡ nhau, có thể bảo vệ nhau trong quyền lợi khi mà những cái thành viên của chúng ta có những cái gì mà chúng ta đúng nhưng mà thực ra không ai bảo vệ, chúng ta cũng có thể tạo điều kiện để mà làm giúp đỡ nhau, để mà có thể là có những trường hợp là không thể nào giải quyết được khi mà một người, nhưng mà một tập thể đóng góp những ý kiến thống nhất là đã bị cho quan hệ xã hội và đang có dòng họ Phạm ở Phương Linh. Thì trước là trưởng phòng, trước khi về hưu là trưởng phòng công trình của tổng cục đường biển, và vì tôi sức khỏe quá yếu cho nên là tôi đã về hưu đến nay là 11 năm rồi, sống với con cháu ở nhà, và bệnh của tôi ấy thì cái việc đi lại rất khó khăn, cho nên là tôi ít đi lại, ít đến được với các anh các chị quanh quẩn quẩn ở đây. Ví dụ như là bà chị Thu với bà mẹ chị Thu thì ở gần chỗ nhà tôi đấy, thường xuyên qua lại, hay nó là cho địa chỉ luôn, thỉnh thoảng đến hay là các em tôi thôi mà cũng chưa biết hết các anh các chị thực ra nói. Như ông này hay là anh có ý kiến rồi, có ý kiến như này tiên thì thưa các bác anh các chị, hôm nay là có lẽ là buổi đầu tiên mà người Diễn Châu mình tập họp ở đây để thành lập một cái hội đồng hương. Khi gặp nhau thì rất là vui, nhưng mà cũng là muốn thành lập cái hội đồng hương Diễn Châu của mình ở Hải Phòng, bởi vì trong tất cả các cái gọi là cái hội ấy, đồng ấy thì đồng niên rồi đồng môn rồi cái đồng hương là cái đồng là cái hội mà có thể là nó bền vững và có mang nhiều ý nghĩa hơn như bác anh đã nói. Thì tôi nghĩ là cái ngày hôm nay có thể lấy làm cái ngày mình thành lập cái hội đồng hương của mình cũng được, không biết là nó có tốt ngày không, nhưng mà chắc là được bởi vì hôm nay là lập xuân, đúng không ạ? Hôm nay là ngày lập xuân thì ta kỷ niệm cái ngày hôm nay là ngày là để hình thành cái tổ chức thì nó mới gắn bó được, cho nên thì đề nghị các anh các chị các bác là nên bầu một cái ban liên lạc. Để chúng ta có cái chỗ để chúng ta tổ chức các cái công việc của mình. Còn cái ý nghĩa mục đích của nó thì cái hội đồng hương thì nhiều nơi ta làm rồi, cho nên là cũng không cần phải bàn nhiều, nhưng mà tôi nghĩ là nên có một cái tổ chức. Cái thứ ba là cái phải có một cái chế độ sinh hoạt. Đấy, cái chế độ sinh hoạt. Thế thì đây ở Hải Phòng thì có một cái hội rất là lớn, đấy là hội đồng hương Nghệ An Hà Tĩnh, hàng năm sinh hoạt vào ngày 19 tháng 5.
còn các xã hoặc là các huyện cũng có, nhưng mà riêng huyện ta thì năm nay mới thành lập được, thì chúng ta nên có một cái chế độ sinh hoạt. Thế thì một số các đồng chí hiện nay đang làm việc thì có nhiều điều kiện để có thể là giúp đỡ cái hội chúng ta nó phát triển được, phát triển được. Thì đấy là cái thứ ba. Thứ tư nữa là cũng phải mọi người chúng ta phải làm quen rồi giới thiệu về mình. Sau này thì trong ban liên lạc phải xuất bản một cái tài liệu gì đấy, kiểu như là cái kỷ yếu đấy. Đây, giới thiệu về hương ước ấy, đồng hương ước, điều hương ước, đồng hương. Nhưng mà nó có địa chỉ, rồi có tên tuổi, rồi có nhà ở, rồi các thứ để chúng ta làm quen với nhau. Để những cái lúc mà chúng ta sinh hoạt hoặc là thăm hỏi nhau, rồi những cái việc hiếu việc hỉ thì tôi nghĩ là nó rất là thuận lợi. Thì tôi có mấy ý kiến như thế. Và rất mừng là hôm nay gặp được rất nhiều đồng hương. Mà lại trong ngày xuân này nữa, có một số các bác các anh thì có thể biết, nhưng mà có rất nhiều người là không biết. Thế tôi xin giới thiệu về mình. Tôi thì cũng ở Diên Thọ. Đây thì ở Diên Thọ thì thực ra ở Hải Phòng thì rất là đông. Thế không phải, nhưng mà hôm nay chỉ có mỗi mình tôi. Có anh và không tiếp xúc được nhiều. Thế thì tôi cũng ở Hải Phòng này, năm nay là năm thứ ba mấy rồi, 31, 32 năm ở Hải Phòng này rồi. Cho nên là cũng đây, còn công việc thì hiện nay đang làm ở cảng. Đang theo dõi hoạt động của cảng Hải Phòng. Em là đây là bác cũng biết. Thế còn cũng tham gia một số công việc của thành phố, ví dụ như thành ủy, rồi có lần phải tham gia hội đồng nhân dân. Thế bây giờ phải tham gia thêm cả quốc hội nữa. Thì với danh nghĩa của cái công việc của mình thì cũng rất muốn là gặp gỡ anh em ở trong quê hương, nhưng mà rất là khó có điều kiện. Nhà thì ở ngay đây, ở ngay chỗ nhà đường Lê Thánh Tông này, bên cái đường ven cảng đấy. Thế còn chỗ làm việc thì ở cái đường Trần Phú, ở số 8A Trần Phú. Thế thì xin giới thiệu với các bác như vậy. Thế còn sau này có điều kiện thì đang làm việc có thể là tạo một số cái điều kiện cho cái hội chúng ta có thể hoạt động được. Thì tôi có gặp một số anh em ở trong tỉnh Nghệ An ấy, rồi một số các đồng chí lãnh đạo của huyện Diễn Châu nữa. Cho nên các đồng chí cứ hỏi là ở ngoài nó có cái hội đồng hương Diễn Châu không, tôi bảo là cũng có nhưng mà nó cũng chưa phát triển được. Trong lãnh đạo huyện đã hỏi rất nhiều đấy, hỏi rất nhiều nhưng mà cũng phát triển được, cho nên mình chưa dám mời các anh ra để dự hội với mình. Thế thì qua cái hội của mình có thể liên lạc với các anh lãnh đạo huyện để có cái sự trao đổi ấy. Ví dụ như là lúc nãy bác Ánh có đọc bài thơ nói về cái làng Hai Vai mà. Thì ai ở Diễn Châu thì cũng biết làng Hai Vai, nhưng bây giờ thì nó sụt mất bên rồi. Thế mình có thể mình mang ý kiến của mình đóng góp lại cho các anh ở huyện. Thì anh có thể là sửa sang lại hoặc là mình giữ cho cái làng nó là một kỷ vật, cái kỷ niệm lịch sử của huyện rất là lớn. Hoặc là các cái đền công, hoặc là những cái ai rồi của Diễn Châu thì không. Thế thì trong cái ý nghĩa của nó có cả ý nghĩa nữa, mình xây dựng và tôn tạo các cái nền văn hóa của huyện mình. Còn cái chỗ họp thì sau này có thể là họp ở cảng, nó rộng lắm. Cảng có cái hội trường có thể nó chứa được khoảng độ 500-300 người cơ. Thì có lẽ là các anh mời hội ta đến sinh hoạt ở cảng. Nó có micro, nó có điện, có bàn, có ghế. Nó nhiều điều kiện mà có cả cái sân rộng này mình có thể để cả xe rồi. Nên là có thể họp gần đây. Thì họp ở gia đình thì nó cũng ấm cúng, nhưng mà nó chặt thì tôi nghĩ là thì tôi xin có một số ý kiến ban đầu như thế. Cảm ơn, và nhân dịp năm mới thì tôi cũng chúc cho cái hội đồng hương chúng ta luôn luôn phát triển. Đấy, xin cảm ơn các tỉnh người ta đang các anh thụ đấy, dạ. Và anh thụ về thăm tỉnh lại bảo trong tỉnh ông học bài những gì, học tiếng Diễn Châu. Trong lần đầu tiên thì được tiếp xúc với tất cả các bác các anh các chị cũng rất là phấn khởi. Thì nói chung ấy, tôi thường quê tôi thì ở là xã Diễn Thịnh, chắc ở đây mỗi có mỗi mình tôi thôi. Thế mà vợ tôi cũng ở đây, nhưng mà hôm nay má vẫn thì ở cái tôi đây mặt cả vợ luôn đến giữ với các bác. Thì như tôi thì ra Hải Phòng này từ năm 66 á, thì sau cái tốt nghiệp đại học thì tôi về công tác ở Hải Phòng này hơn 30 năm rồi. Thế thì hiện nay là gia đình tôi ở cái khu tập thể trường Trung học Văn Ngài đấy. Thì con cái cũng ra ngoài này cả rồi. Thì hiện nay là tôi đang đi làm công tác với nhà nước, chưa được nghỉ. Thì hôm nay thì cũng xin
cảm ơn sự quan tâm của hội và đồng thời là cũng qua dịp này cũng để quen biết và mong muốn hội sẽ xong năm tới đoàn kết và có nhiều giúp đỡ nhau. Xin hết. Anh nhờ cơ quan nào? Cơ trường Trung học Hàng Hải. À, cảm ơn. Hôm nay cái mong muốn lâu rồi. Nhưng mà Trương Văn Cự ở quê đấy thì trước là Quảng Châu mà bây giờ nó là chiếc quán chiếc chùa đấy. Đấy, là thôn Đông Kiều. Bây giờ đấy thì là nếu mà nói nhà đó thì ở đăng ký là 11 Văn Mỹ, nhưng mà hiện nay ở là ở Hữu Quan, xã Dương Quan, Nguyên. Chỗ mà anh cứ sang anh bơm bùn đấy, anh bơm bùn đấy, tôi cứ phải lôi vùng xa vùng châu đấy, đấy. Thế thì bạn là hai kia mà anh cũng bơm được phải chờ. Ok, ngày ngày Diệp Châu chúng ta là họ, mới là ngày như là ngày tân gia của ông chủ nhà sao, ông bà chủ nhà sao. Đấy. Vì thế nên tôi có một vài ý kiến là anh em mình gặp nhau đây là rất là quý rồi. Đấy, mà rất là phấn khởi. Vì có người hiện nay là tôi mới nhìn thấy thì rất là lạ. Nhưng mà ra thì đường mà anh em mình gặp nhau khi là cãi nhau mà là không biết để mà về để nhau đâu. Đấy. Còn tôi giới thiệu, tôi tên là Quyền. Là nhà ở ngay khách sạn Phương Đông, tập thể Cao Hồ. Sinh ra và lớn lên là Diền Thọ, Hình Châu, Nghệ An, Đông Thọ, Anh Thù, Tây Thọ. Vợ tôi Hiền Bình, đang nay đi làm. Ba đứa con thì sinh ở 113 khu ga Hải Phòng, nhưng mà cháu út nhất hiện nay đi làm cùng mẹ ở công ty phòng dịch vụ đi một rồi. Thằng lớn thì làm ở trong bên ngoài Đồng Nai, công ty Amada, bên ngoài một bên ngoài. Còn một đứa nữa thì nhà đi chợ. Thế nghề nghiệp của tôi là máy cầu thủy, chuyên đi đầu cho nên là phải quan tâm đến vợ nữa. Chỗ em ấy ngồi lên giường cái ví. Thế cho nên là bà con cũng cảm thấy là hay đi chơi. Ví dụ như là anh Thủ ấy, anh em biết nhau lâu rồi, như nhắc lại những vụ ý là anh làm nhà cũng đến. Rồi anh như anh Nhân ngày xưa ở Nhật Tò đấy, anh mất thì qua anh em cũng là đánh xe sang bên năm tạm đón anh về cơ. Thế nhưng vì điều kiện là mỗi người một công việc, anh cũng bận nhiều việc, mà tôi đặc thù là đi tàu cho nên là ít khi đi lại được. Cho nên anh em nhiều khi là nhớ nhưng mà rất là khó đến với nhau. Đấy, vì thế nên hôm nay ta gặp đầu xuân mới, cũng là ngày thành lập. Thì gặp bác anh rất nhiều, nhưng mà tôi chúc cho mọi người thì vui khỏe, hạnh phúc, rồi cao sức khỏe dồi dào, anh em mình luôn kết đoàn và luôn luôn tiến tới và mặt thường xuyên. Nhà ở số nhà là 41 Lê Lai ở gần đây, 41 Lê Lai, Mấy Trai, Ngô Quyền, Hải Phòng. Quê quán là Diện Bình, Diện Châu, Nghệ An. Có thời kỳ gọi là nghệ tỉnh đấy. Chưa vợ ấy. À, nói tôi thì thế này, tiếp lời anh Long nói thì tôi xin tâm sự trước là tôi là vợ mất. Có hai con, một con đang học Hải Hải, một con đang học sư phạm, một trai một gái, xin hết. Tôi tên là Bàng, họ là Hộ Tạ. Thế thì xin báo cáo các anh em là Hải Phòng thì Hộ Tạ chúng tôi là khoảng chừng 5 gia đình, 6 gia đình. Thế nhưng hôm nay là có cuộc họp họ ở trên Hà Nội, thì họ họp trên kia giao cho tôi là ở lại là họp đồng hương với họ. Còn sau này tôi có trách nhiệm là cùng anh em của họ đến họp với lại họ ta. Mình tôi là Bàng và hiện nay nhà ở là ở Mỹ, ở chỗ Phong Lưu đấy. Thỉnh thoảng hay đi chùa mà gặp cái chị kia, cái bảo người quen nhưng mà không biết là Diện Châu, chỉ biết là hay đi chùa thôi. Hiện nay thì tôi còn công tác,
thì có cái thời kỳ là công tác ở trên cục đồng nghiệp cùng Vinh Lưu, Ánh và anh Thụ. Bây giờ tôi chuyển về chỗ đi Đông Bộ Hải Phòng. Thế thì gia đình anh em ta đây có ai có nhu cầu con cái với tàu đi về gì thì đến đấy. Thế thì xin hết. Các chị trong đồng hương là tôi là Trương Thị Phương, sinh năm 1948, thế, xã Diễn Quảng, thế, giáo viên nghỉ hưu tại tổ 6 khu D2 phường Cát Bi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Thế số điện thoại nhà tôi là 829 894. Thế tôi thì có hai cháu trai, cháu lớn là sinh năm 94 và hiện nay cháu đang làm ở Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Cháu thứ hai Phạm Việt Dũng thì sinh năm 76, hiện nay đang làm ở Chi Cục Đăng Kiểm số 6 Sài Gòn. Hết rồi. Thế còn quên tí nữa là đây là nhà tôi là con Sài Gòn Nghệ An. Này, bác làm không được cố làm được cháu Phạm Đăng Phương. Quê ở Diễn Xuân. Tôi học cấp 3 Diễn Châu năm 65. Rồi 69 thì tốt nghiệp Đại học Tổng hợp. Và năm 96 thì làm luận án tiến sĩ ở Đại học Tổng hợp. Hiện nay tôi công tác ở Viện Nghiên cứu Hải sản, làm ở phòng công nghệ sau thu hoạch. Nếu bà con mà có yêu cầu tìm về nghiên cứu biển thì chúng tôi nếu mà có điều kiện chúng tôi sẽ làm cũng được. Thế còn là tôi ở số nhà 170 Lê Lai, ngay ở khu tập thể của viện. Và số điện thoại là 767061. Xin hết. Quỳnh quê ở Diễn Kim, Diễn Châu, Nghệ An, đi lính từ lúc 18 tuổi, 48 tuổi về hưu, có nhân liên tục 30 năm trong bộ đội, hiện nay là về hưu ở Văn Quán, nhà thì ở số 1B, tên Trần Thế Cao Hùng. Đấy. Con cái gia đình thì cả hai vợ chồng là cùng quê cả, cùng ở Diễn Kim cả. Hiện nay thì là tôi về hưu, nhà tôi cũng về hưu cả rồi. Con thì cái con gái lớn có chồng, còn hai đứa là còn đi học. Báo cáo với các bác hết. Quê quán là Diễn Trường, Diễn Châu. Năm nay là 29 tuổi, đã có vợ, mới cưới vợ. Đơn vị công tác thì hiện nay là bộ đội, thì đang công tác ở cơ quan cảnh sát biển vùng 1, đóng ở ngay chỗ bến Bính. Điện thoại là 873217. Còn nhà riêng thì hiện nay ở tại xã Đằng Hải, huyện Đằng Hải, là ngay trạm bơm Kiều Sơn. Đó là hết ạ. Các chú, các cô, các anh, chị, tôi là Lê Anh Thân. Ngày xưa còn là con trai của ông Lê Anh Dũng, trước làm ở trường Cục Hải Phòng. Tôi là con thứ hai, còn một anh trai nữa là làm ở công ty Hoa Tiêu. Tôi nhà ở 77, có 136, là nặng. Số điện thoại là 826782. Còn công tác là làm đại diện cho công ty vận tải trong Đà Nẵng. Hiện nay công ty đang có cái nhu cầu tuyển lái xe từ 18 đến 23 tuổi lái xe tải. Ai có nhu cầu cũng có thể giúp đỡ được cỡ khoảng 10 người. Thưa tất cả các bác, anh, các chị, như thế này. Tôi là ở Diễn Xuân, quê Bình Lê. Năm nay là 63. Con trai đầu tôi là biết, không biết ở đây. Nói chung là được họp hội đồng hương. Chiều hôm nay là họp đồng hương Nghệ Tĩnh trong cái khu vực của tập thể Hải Quân. Nhưng mà tôi nghĩ là lần đầu tiên họp của Diễn Châu, cho nên là tôi bỏ cái cuộc họp đó, tôi đi ra trong họp. Thế thôi. Còn là cháu thì cũng làm với bác Thụ, tức là cháu Nguyễn Thị Ngọc Bình thì nó cũng làm bác Thụ. Nói chung là các cháu đã trưởng thành cả. Còn được ba dâu, dâu lễ được ba, còn hai đứa là chưa có gia đình. Ở khu vực Cát Bi. Mạo thì cho số điện thoại, cho số nhà tôi đấy. Cô Phương đường nào ghi xin giới thiệu. Đây là cũng phân huân mà chưa ghi thì nhà máy lúc đầu các bạn đủ tuyệt vời. Tôi là phó giám đốc kỹ thuật, tôi về hưu rồi, có một vợ và ba đứa con. Các cháu thứ nhất làm ở ngân hàng Indobank, cháu thứ hai làm ở giày da Đài Loan, và còn cái cháu thứ ba thì làm đang học đại học, sắp tốt nghiệp năm nay. Thế tôi số nhà của tôi là 14 Phạm Vũ Thư, Hải Phòng, tức là cái đường Bãi Giác ấy. Số điện thoại là 820228. Có vợ ba con gái cả, có hai cô chưa lấy chồng. Một cô là 27 tuổi và một cô 2 tuổi, 2 cân thì đi học. Không. Em hiện nay ở quê thì ở Diễn Hùng, Diễn Châu, Nghệ An. Nhưng mà
hiện nay em ở số 12 đường 30 Thánh Tông. Thế em được ba cháu trai, cháu lớn hiện nay là học đại học, cháu được nhà nước cho đi học ở nước ngoài, hiện nay năm thứ năm rồi nhưng vẫn chưa tốt nghiệp. Thế cháu thứ hai thì học lớp 12 chuyên hóa ở trường Trần Phú, và cháu thứ ba thì đang học lớp 7. Thì hội đồng lương Diễn Châu thì anh em tôi ở trong bộ đội cũng nóng từ lâu rồi, muốn thành lập lắm rồi nhưng mà chưa làm được. Thế nhất địa đầu năm mà được cái tin báo là có cái hội đồng lương Diễn Châu thì anh em tôi thì rất là phấn khởi. Ở đây bộ đội có mấy người thôi, toàn là chú Trực, chú Tam và chú Nho, thì cũng là bộ đội hải quân cả. Thế cái hội đồng lương Diễn Châu thì thực ra là các anh các chị cũng là nói đi nói lại rồi, thì chúng ta cũng muốn làm thì là họ thì họ Trương cùng với chú Cự, cô Cương đây là anh em cả, tức là Trương Đình Tân năm nay là 50 tuổi, vợ là Trần Thị Thanh bên cạnh kia cũng ở quê sang Diễn Quảng, thì là bộ đội hải quân. Thì nhà thì hiện nay là số 1, lô 73, khu D2, phường Cát Bi. Đấy, là số Cát Bi đấy, là hoàng thế. Thế thì có gì thì anh em và các bác, các chị thì có thể là liên hệ với nhau thì chúng ta biết sau. Bây giờ thì nhường cho người khác. Các chị này, tôi là Trần Đức Long, quê thì ở xã Diễn Kỷ. Thế còn trước thì cũng học ở Đại học Đường Thủy, học sau anh Thụ là 3 lớp. Thế thì cũng học được 4 năm thì đi bộ đội Hải quân năm 75 tôi chuyển về. Thì công tác ở khoa kinh tế biển được 2 năm thì tôi về Bộ Ngoại thương xong rồi tôi lại về Moscow, rồi vào Vinachat, rồi về Moscow, rồi có thời kỳ công tác ở Trường cục Đồng Chí Trinh. Xong về biển Pha Sông, về Cục Quân sự Quốc gia và hiện nay ở Moscow. Thế còn từ năm 88 đến giờ là tôi là vẫn là con số cơ quan nhưng mà tôi làm tắc ở ngoài. Thế còn nhà tôi hiện nay ở 121 Tô Hiệu. Thế còn vợ tôi thì công tác ở công ty thương mại nhưng mà cũng bán hàng nội thất ở nhà. Ai có nhu cầu nội thất đến chỗ tôi. Thế còn tôi thì năm nay là chỉ mới 54 tuổi thôi. Thế còn vợ thì mới 42, cháu thì một cháu mới 17 tuổi, cháu gái cháu thứ hai là cháu gái mới 12 tuổi. Còn điện thoại của tôi là 855594. Đấy, giới thiệu ngắn gọn thế, vì tôi đây thì nhiều người biết tôi rồi. Vâng, ngày chuyển phát, nhà tôi thì anh là Lê Quang Hào, anh là Nguyễn Hồng. Tôi có 4 cháu, biết đấy, 13. 2 cháu đã đi làm, còn 1 cháu năm nay học lớp 12. Thì nhà tôi ở khu Văn Mỹ, đằng sân, ngay khu bãi pháo cũ của bộ đội. Tôi là Nguyễn Minh Châu, quê quán ở Diệp Đồng. Tôi hiện tại làm công tác kế toán ở công ty điện Tùng Hải Phòng. Chồng tôi là sĩ quan, làm việc ở cục kế hoạch đầu tư bộ quốc phòng của Hải Phòng. Tôi có 2 con, một trai một gái học phổ thông. Và số điện thoại ở cơ quan là 836682. Công ty điện Tùng ở số 5A có thể thì có Hải Phòng. Nhà riêng là khu quân đội phố Hàng Quý. Điện thoại là 856878. Tôi là Phan Tiến Toàn, quê ở xã Diễn Vàng. Và tôi hiện nay đang công tác ở Bộ Tư lệnh Hải quân. Và số nhà ở hiện nay là nhà E1, khu tập thể Hải quân ở Cát Bi. Đối diện với lại trẻ một cô cũ hiện nay đấy. Vợ tôi quê ở Diễn Hoa. Tôi mới chuyển gia đình ra đây được khoảng 8 tháng. Tôi trước đây cùng học cấp 3 với anh Lệ, anh Thụ, chắc anh Thụ cũng nhớ. Thế là tôi ra học trường Đại học Giao thông, sau này đó là phân hiệu Đại học Đường Thủy. Tôi cũng ra công tác từ năm 69 ở đăng kiểm hơn 30 năm,
Tôi đã về hưu được 3 tháng. Hiện tại tôi lấy chồng muộn, có 4 cháu. Một cháu đầu gái bị dại, hai trai, một gái lấy chồng, còn hai trai đang học phổ thông và trung học ở Hà Nội. Nhà tôi ở gần cạnh trường học Hà Nội. Tôi về hưu 3 tháng. Này là hiệu phó trường dân lập Hàng Hải. Nói hai cháu cái gì? Trong cái này hiệu phó trường dân lập Hàng Hải. Rồi đấy. Em tên là Cao Thị Liên. Được rồi. Ngày đầu tiên đã phải. Tôi tên Phạm Đức. Hiện làm hầu, làm ở nhà máy nhựa Bình Đằng. Cháu hiện nay hai cháu đang đi học. Một đứa học đại học trên Hà Nội, mấy ở đây. Quê. Tôi tên là Cao Thị Hương, quê ở Diễn Hoa, Diễn Châu, Nghệ An, sinh năm 1963. Hiện tại thì đang công tác tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội. Còn địa chỉ nhà riêng thì là số 19 ngõ 18 Ngô Gia Tự. Hiện nay là tôi có hai cháu, một cháu lớn 10 tuổi và một cháu nhỏ 6 tuổi. Thế còn chồng tôi thì là Lê Đình công tác tại Viện Kỹ thuật Bộ Tư lệnh Hải quân. Điện thoại nhà riêng là 728326. Chú em cùng được hai con trai đầu đang học lớp 11 bên trường dân lập toán xe, còn cháu thứ hai thì học thì đứng đẹp. Để tôi như thế không. Hôm nay thì tôi cái lời tâm sự đã với các anh đây, trong hợp cái lớp tuổi cũng là Cao Liên đấy đấy, mà tôi về hưu lâu rồi. Nhà tôi thì coi như toàn gia đình là ở quê ở Diễn Xuân cả, nhà tôi là người Diễn Ca, năm nay là đi 64 tuổi cũng về hưu rồi. Tôi là Ngô Thị Nguyệt, cũng ở Diễn Xuân, đã về hưu lâu rồi, trước làm kế toán ở đây nhưng mà bây giờ về hưu hơn chục năm nay. Đây tôi báo cáo về gia đình tôi là có truyền thống, là tức là con dâu con rể toàn là trong quê cả đấy, chúng ta ra đây bây giờ cũng phải hơn chục người rồi. Lại để như thế, đây là mình tôi là đầu gia đình thôi, nhưng còn thì dắt dây sau là con dâu con rể toàn là trong quê. Hôm nay tôi là đi đại diện thành lập này thì con cháu nó phấn khởi. Thế là tôi xin báo cáo là nhà tôi thì một số 6 tên 14 cửa khẩu Hữu Tình. Trong hội đồng hương Diễn Châu, tôi Mai Trung Hiếu đang hiện nay đang công tác ở sư đoàn 363 phòng không quân.
Nhà tôi hiện nay đang ở 29 Phương Lưu, quản lý một huyện Hải Phòng. Tôi có hai cháu và vợ thì là cũng quê ở Diễn Mỹ và tôi ở Diễn Hùng. Còn hai cháu hiện nay đang học trường cấp 1-2 của Trung, có báo hết. Tôi là Tạ Công Minh, xã Diễn Bình. Và con xã Diễn Bình thì bác Luận cao tuổi ở Hà Nội, hiện nay tôi ở trường Hồng Bàng. Nhà tôi thì công tác tại trường Trần Nguyên Hãn. Thì tôi cũng thay mặt cho các em giới thiệu là em trực người Diễn Bình, thượng tá phụ trách bệnh viện Hải quân. Mà anh Hòa cái này giới thiệu rồi nhỉ? Anh Huấn, anh Huấn. Anh Huấn giới thiệu rồi. Anh Huấn giới thiệu rồi. Anh Huấn hai vợ chồng cùng sau đêm đã cấp ban cùng người xã Diễn Bình. Một đứa cháu cũng học phổ thông. Xin vợ là Nguyễn Thị Phương, quê ở xã Nghi Hoa, Nghi Lộc. Còn bố mẹ tôi là sĩ tử y hồi mà chạy giặc lên vào chỗ lưu huyết. Sau quê sau này trong cái lịch thì ghi là quê là Yên Thành, nhưng mà cội nguồn và thì vẫn là Yên Bạc, nên hôm nay hôm qua tôi chưa nghe được là tôi đến đây chạy giặc. Hiện nay là tôi đang làm ở công tác ở viện nghiên cứu hải sản ở gần đây thôi, ở phòng nghiên cứu môi trường. Còn vợ là làm giáo viên cấp 1 ở trường phổ thông cơ sở Quang Trung. Hai cháu thì cháu thứ nhất sắp sửa ra trường học trường đại ngoại thương, cháu thứ hai cũng là ngoại thương nhưng mà hiện nay cháu học ở Singapore. Tôi là Cao Thị Từ và chồng tôi là Trần Ngọc Luyện, hai người đều ở Diện Thành, Diện Châu. Và hiện nay thì anh đang còn công tác và tôi đang nghỉ hưu. Tôi có ba cháu, cháu lớn đã lấy chồng. Cháu thứ hai học xong rồi chưa có việc ở nhà, cháu thứ ba thì học lại bên Hà Nội. Đấy, tôi chỉ cần thế thôi. Cuối năm 1991, gia đình là bà vợ thì ở Hà Đông, nhưng mà cũng không ở cái thành phố Hà Đông như cái tôi bình thường. Một đứa thứ ba là con gái thì tốt nghiệp đại học năm nay, còn một con út thì còn năm nay mới là lớp 11, cho nên gia đình cũng khó khăn. Tôi hiện nay là số 1 D42 Đồng Phúc Bình và điện thoại là số 8299 08. Nói to lên đi, nó buồn đấy. Nói to nói lớn. Nói nói lớn đi, đẹp không? Nói chứ. Nói hả, con trâu. Tôi là Hồ Minh Hiệu. Tôi là cái trông thì em. Vâng, là Võ Thị Loan ở Trấn Tân Đàn. Tối quê ông quê cả. Thế tôi có ba cháu trai. Cháu lớn là Hồ Tô Hoàng, sinh năm 76, hôm nay là công tác tại nhà xuất bản của Đông Kinh Dễ Hội. Đại học Kinh tế có chuyên nghiệp ra trường và đã đi làm. Cháu thứ hai là Hồ Bảo Hùng, đang học Đại học Kinh tế tại Úc. Cháu Úc là Hồ Tiến Dũng, năm 79, và Đại học Xây Dựng, năm thứ năm. Thế là khi em có xây nhà thì cháu sẽ... Còn về gia đình thì vợ thì nghỉ hưu, bản thân tôi đang công tác tại Sở Lao động Thương binh Xã Hội, giám đốc trung tâm xúc tiến với làng Hải Phòng. Anh nói rõ để các bà con biết. Có thể là đầu năm cũng thông báo luôn là nếu các cháu mà có tốt nghiệp lớp 12 rồi lao động phổ thông thì cũng có thể là tặng cho các cháu để thi tuyển vào các trường công an hoặc là một số có thể đi du học, có thể là đi du học ngắn hạn 4 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, hoặc 3 tháng. Hiện nay có được. Ta là phía cháu rồi. Tôi xin chị chị nhậu nè. Tôi Đầu Phú Lưng, năm nay 52 tuổi, ở Diễn Thành. Đã công tác tại Hải Phòng từ năm 69, học sau phù 4 năm.
tốt nghiệp đại học năm 74 và ra trường thì về làm ở đại cục hàng hải cùng với chú Ánh với tất cả một số người anh em bên trong diện họ. Thế năm 93 cục lên Hà Nội thì tôi cũng theo lên, tôi ở lại thì chuyển sang cái đơn vị một doanh nghiệp kinh doanh khác là công ty phát triển hàng hải trụ sở cùng tài nguyên một tuổi cho hàng. Thế về gia đình thì một cả ơi xin giới thiệu là đấy là vợ tôi Trần Thị Trì, giáo viên cấp 2 Diễn Thị. Nhưng năm 86 tôi chuyển vợ con ra ở trường công nhân kỹ thuật cục ở chỗ anh Trinh hiệu trưởng. Thế thì cháu thì có 3 cháu. Cháu đầu là sinh năm 80 học năm thứ 3 trường đại học Hoàng Hải. Cháu thứ hai là sinh năm 82 học đại học kinh tế quốc dân. Cháu thứ ba con gái đang học lớp 10 là lớp 11. Thế còn gia đình thì còn chị ruột là chị đầu thị sư đấy. Chị thì học D1 trường đại học An Ninh ấy, gọi là trường C500 đấy. Khoa 1 của trường đại học An Ninh. Và ra trường thì về công tác ở bộ sau chuyển đến công an Ba Đình. Sau đấy thì là bây giờ đã về hưu, chồng chỉ là quê ở Thủy Nguyên, trưởng tá. Nhưng mà anh em mất cách đây 3 năm rồi. Thì có chỉ có hai cháu, một cháu thì cháu trai thì làm việc tại cơ quan thôi, đưa vào làm việc cơ quan thôi. Còn cháu gái thì hiện nay đang học y xong và cũng đang chuẩn bị vào làm ở chỗ cái phòng BA21 của sở văn hải phòng, chỗ đơn vị của anh ấy trước làm sơ bộ chỉ báo cáo ngắn gọn. Cái nhà thì hiện nay ở số 6 ngoài 44 Lê Lai, chỗ cũ sự cổ đông tiến mà. Trước lúc đến đây thì cũng rất là nhiều đồng hương để tập trung đấy và đến đây. Để duy trì, bao nhiêu phải có cái người để duy trì, phát ra một cái từ, các cái ban liên lạc mới bắt đầu là đi tỏa ra để thông tin. Như thế là đề nghị là các bác rồi các anh chị theo cái hướng tôi thì đến đồng ý với đồng chí Tân đấy, để chúng ta là liên lạc thì ta công tử về người nọ kia và căn cứ địa bàn hoạt động, ví dụ khu vực Lê Lai là 1-2 người, rồi như ông chỉ nói là khu vực ngoại thành nữa, xong khu vực Thủy Nguyên thì sau là còn An Hải, Hình Bảo, rồi khu vực tôi nói là bây giờ ví dụ từ nhà lớn trở lên, rồi từ Cầu Tre trở lên tổ chức của ta, rồi sẽ họp bàn và ta sẽ cố gắng là tìm biện pháp giúp đỡ. Trong cái này là không có thể họp được 9 người được đâu. Nên quy định ví dụ là thiếu là bao nhiêu thì là bao nhiêu để cho trong cái ban thường trực nó có thể quyết định được. Đấy, rồi hàng năm thì chúng ta nên để quảng cáo vào cái thì theo cái làm đẹp mà không làm thì thôi. Vì ý của tôi như thế, anh em thống nhất cho là có thể là nếu tùy thắng nhà còn quá nghèo thì chúng ta lại có cái quan điểm khác anh ạ. Chỉ chúng ta vì những người giàu đã đến họ là tình cảm họ cũng đã quý rồi, chứ không cần phải lớn lắm. Nhưng mà đối với người nghèo thì có như thế nào thì cũng có thể cái giới hạn là ví dụ một tháng có thể đi 300 thế chủ yếu là cái ốm đau và yếu và... chỉ còn cái gì là cái chuyện là tùy người là ai quan cố gắng để làm thôi. Là chị thu người nhận tháp. Vâng, anh Mạo, quê ở xã, anh xã Trời ơi, chị Lan ở Diên Quảng. Vâng, Diên Quảng. Vâng, sao xin chị? Diên Kỷ. Chị Liên Diên Thọ. Chị Liên Diên Thọ đó ạ. Kim. Rồi, cảm ơn anh, xong ạ. Cô, chị Hinh, chị Liên. Rồi, cảm ơn anh, xong ạ. Tà Hùng Hoàng Trường Giác. Dạ, anh xong. Tà Hùng Hoàng Trường Giác, xin 55 anh. Rồi, xin cảm ơn anh. Cháu Bá Hồ, Việt Anh. Vâng, xong rồi, cảm ơn anh. Được rồi. Anh Kỳ, Việt Khác. Rồi, xin cảm ơn. Tăng Xuân Quang, Việt Anh. Anh Phương Kỳ. Tăng Xuân Quang, Việt Anh. Nguyễn là phó trưởng phòng tổ chức quốc. Rồi, xin
cảm ơn. Bản Thánh. Minh Nhật Hóa. Vâng. Vâng, cảm ơn chị Minh. Chị Minh Nhật Hóa. Rồi, xin cảm ơn anh. Cao như mùi dạy thú. Thân mất tâm như dạy thương. Trước thái như vàng. Rồi, sao rồi, cảm ơn. Rồi. Sao rồi, cảm ơn anh. Trần có bà là dạy thú. Sao rồi, cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn anh. Anh thương dạy thắng. Rồi, cảm ơn. Bà không gần dạy thắng. Rồi, cảm ơn bác. Bác Quỳnh, Lê Xuân Quỳnh, Trị Kim. Rồi, xin cảm ơn. Bạn thì cho học anh chính vào đàm này. Rồi, xin cảm ơn bác. Bà Minh, Diền Tháp. Đề nghị bà Minh với anh Hào nữa. Đấy, anh Hào đấy, bà Minh ở trên kia. Rồi, xin cảm ơn anh. Anh Hào là để... bác Phó trưởng phòng pháp chế của cùng ngày. Người thiệt hại. Vâng, cảm ơn bác. Bùi thì thề, Bùi thì thề trên kim. Vâng, sao rồi, cảm ơn bác. Thái Bắc Quế thì đồng. Thái của Thái Bắc Bình cùng thế, còn chị cùng thế không bằng. Rồi. Chị Lan, chị Lan mới về. Rồi. Mai Trung Hiếu tổ phó đâu, người thiệt hùng. Rồi, sao, cảm ơn. Thái Bắc Bình. Đấy, đấy là cháu này mới vào tham gia. Rồi, cảm ơn. Thái Ba Viên. Thái Ba Viên diện thò đâu? Đấy, mấy trăm. Rồi, xin cảm ơn. Phát cái hùng diện bàn. Phát cái hùng diện bàn kia. Rồi, cảm ơn. Phát cái hùng diện bàn đâu? Rồi. Rồi, cảm ơn chị. Còn một tí nữa, nói những câu xin được nhà cửa đi nhờ đến gặp ông chị Minh. Rồi, rồi, cảm ơn anh chị. Rồi, cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn chị. Rồi. Vui thì không nhận được, ta đi. Tuy nhiên, chiến binh. Rồi, cảm ơn anh. Đoàn đi nắm thịt hình. Rồi, cảm ơn. Nguyên bất vấn. Rồi, cảm ơn anh. Cao Đức Minh thì đã kiện cao nữa. Cao Đức Minh. Rồi. Tiếp theo là Lê. Đề nghị anh câu vừa đã có giáo ở trường. Vâng, cảm ơn anh chị. Rồi, xin cảm ơn. Hồ Xuân Thủy, Diệt Yên. Lương Văn Nam, Diệt Bình đó ạ. Rồi, Diệt Bình. Rồi, cảm ơn anh. Diệt Quán, có cái thanh Diệt Quán. Rồi, xin cảm ơn. Cao Quốc Bình, Diệt Yên đâu? Tùy Thị Liên, Diệt Kim. Rồi, xin cảm ơn. Rồi. Cao Thị Yến. Vâng. Áo đỏ. Rồi. Cao Thị Yến. Vâng, thế nào? Rồi. Cháu Nguyễn Thị Minh Lệ. Minh Lệ. Minh Lệ Diện Thọ. Diện Thọ à? Cháu Thị Yến. Nam Sinh Bách. Nguyễn Thị Minh Lệ. Đây, này hơi ngược sáng. Rồi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.